hôm nay là mình đi ăn lẩu ban chiền ở Osaka. Địa chỉ là 127 Nguyễn Gia Trí ở đường D2 cũ á các bạn. Đây là nhà hàng nè. Hai, mình chào mọi người nha. Giờ mình sẽ đi vô quán, vô nhà hàng. Ở đây là nhà hàng buffet lẩu ban chiền. À, anh có đặt bàn ở bạn anh ở trên đợi anh á. Để anh gọi bạn ra. Dạ rồi, lên lầu không? Đây người là hay. Bây giờ là mình có người đặt bàn trước rồi, hôm nay sẽ rất là đông. Thì mình xin lên lầu. Ôi dạ, cái gì đó. Rồi tới rồi. Đây là bên chuyền các bạn, mọi người ơi. Rồi, cảm ơn em. Dạ chú mặt anh á. Dạ. Nước lẩu, lấy đâu nước lẩu à? Em có tôm chum nha. Nắng gì? Ủa là mình kêu mỗi người một nước lẩu hả? Bé này cho lẩu nắng. Dạ. Anh lẩu kim chi đi ha. Ở đồng giá 29 hết nè. Một nắng một kim chi, chị là dâm đúng không chị ơi? Dạ chị là dâm đúng không ạ? Đúng rồi. Một nắng một kim chi một dâm. Dạ mình dùng nước gì ạ? Nước mình có nước gì ạ? Dạ đây ạ. Cho anh chai nước suối đi. Dạ một suối. Quay lại bên đây hả em? Dạ đúng rồi. Ở đây thì mát mẻ. Dạ. Chị cần thêm gì ạ? Bò với tôm. Dạ. Đầu tiên chấm á, thử coi ăn được không? Dạ thử chứ đi. Dạ cái muỗng á, cái muỗng nhỏ nè. Cái muỗng quá trời luôn nè. Này ớt. Cái này cá hồi hả? Cá này cái gì đây? Cá hồi phải không? Hồi chân gà nữa hả? Sao bị lề hả? Hồi lấy mực thôi. Lấy mực với bạch tuộc rồi. Cá hồi nữa nè. Tươi lắm, mực ở đây nó tươi lắm các bạn ơi.
tìm mình biết. Này mình thấy cái nấm này rồi. Thầy, giờ mình thử cái nước này đã ngon các bạn. Mình hôm nay là mình gọi nước lẩu là kim chi. Ngon quá. Nó chua chua. Cái trứng trứng đưa ra cho con anh em. Đây là nước lẩu gì đấy? Lẩu nấm có táo tàu nữa, táo tàu này ngon lắm á Khang. Nè mẹ thử con cái này mà nước mì con ngon, ngon quá nè. Con này hả? Nè, con nè. Này ác cơ mà. Không, cải thảo á. Này cải thảo rồi, cải thảo á. Bỏ vô đi, ăn bỏ vô đi. Ngon lắm, cải thảo ngon lắm á. Hả? Nó ngon mà. Đây. Đừng bỏ nó nữa. Này. Chấm nó ngộ quá. Cái trứng mà ăn gì? Trứng vịt. Cái cục này nó ngon lắm nha mọi người. Mình không biết là cục gì luôn mà nó ăn nó vô nó béo béo ngon. Giờ mình chấm cái nước đặc biệt cái loại nhà hàng này á. Khi bạn lẩu á thì họ sẽ cho bạn cái nước chấm này nè. Chấm này rất là ngon. Nó nè thử. Cái này nó có thịt. Có ngoài cái bột nó dai dai, thịt nó thơm thơm. Thịt này mình là thịt bò, mình nghĩ là thịt bò. Còn cái nước chấm này có vị nó chua chua, nó ngọt ngọt, chua nhẹ lắm, ngọt ngọt mà ngon lắm, nó đặc biệt lắm.
Bò này chín rồi, bây giờ mình sẽ chấm với muối ớt. Đang sơn nó cũng rất là bự mà nó cũng tươi lắm mọi người. Khi mình nấu lên nó không có teo lại bao nhiêu hết đó, còn tươi còn bèo. Em lấy đi. Cảm ơn. Rồi. Thôi mình xin phép kết thúc đến đây nha. Hôm nay thì mình đi quán House Lẩu Băng Chuyền của Osaka, mình ở bên 127 Nguyễn Gia Trí, hay gọi là D2 Cổ Quốc các bạn. Thì mình hôm nay mình thấy rất là hài lòng. Cái nước lẩu rất là ngon, nó vừa cái khẩu vị của mình. Còn phần đồ ăn thì ở đây cũng là rất là tươi, tôm thì bự, mà chủ yếu là đồ nó tươi, rau cũng nhiều ha. Nói chung là với cái giá vé 219.000 á thì mình xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo ha.